Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm sữa bột Erbos Black A. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về sữa bột Erbose Blacken A cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của sữa bột Erbose Blacken A: Matutadexin, dầu đậu nành, dầu hướng dương, canxi cacenate, succroman, mantitol, fructose, protein đậu nành tinh chế, vitamin A, D3, glycerin, lysithin đậu nành. Công dụng: hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết cho người bệnh đái tháo đường hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch cung cấp vitamin D canxi giúp hệ xương chắc khỏe kẽm sắt tăng cường hệ miễn dịch cung cấp đầy đủ dinh dưỡng có thể thay thế hoàn toàn cho bữa chính sử dụng được cho người bất dung nạp lạc tô chỉ định người đái tháo đường tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ không dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có chỉ định của thầy thuốc hoặc chuyên viên y tế. Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Cho 200ml nước sôi để nguội vào ly, cho vào ly 5 muỗng gạt ngang tương đương 52.1g bột, khuấy đều cho đến khi tan bột. Liều dùng Bên cạnh chế độ ăn hợp lý nên bổ sung từ 1 đến 3 ly Glacon A mỗi ngày vào các thời điểm sau. Uống ơn A trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng. Uống Glucerna ơn A lúc giữa buổi sáng hoặc buổi trưa. Uống Glucerna ơn A trước khi đi ngủ giúp tránh hạ đường huyết, đói về đêm. Chống chỉ định. Nôn sau khi mổ. Tắc ruột cơ học. Xuất huyết đường tiêu hóa. Trẻ em dưới 1 tuổi. Dùng dòng Peridon thường xuyên và dài ngày. Lưu ý khi sử dụng. Được dùng để bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo dường dùng theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Không dùng cho trẻ em trừ khi có chỉ định của thầy thuốc hoặc chuyên viên y tế. Không dùng lò vi ba để hâm nóng sữa. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm sữa bột Erbos Black A, đồng thời biết cách sử dụng sữa bột Erbos Black A, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.